Trước mỗi đợt hiến máu diễn ra, luôn có những bạn trẻ với công việc đi vận động người dân tham gia hiến máu. Những công việc của các bạn tuy thầm lặng nhưng góp phần không nhỏ giúp người dân hiểu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc trao đi những giọt máu hồng cứu người. Sau khi kết thúc thời khóa ở trường học, những bạn sinh viên này lại khoác lên mình chiếc áo tình nguyện, thực hiện công việc vận động hiến máu ở những địa điểm đông người qua lại. Thông qua các bạn, người dân sẽ biết các chương trình hiến máu sắp diễn ra, giải thích cặn kẽ cho họ về ý nghĩa của việc trao đi những giọt hồng, cũng như hiến máu an toàn và có lợi gì cho sức khỏe, giúp đỡ được gì cho việc cứu sống các bệnh nhân cũng như hướng dẫn mọi người đăng ký tham gia hiến máu. Đấy, bản thân mình là có thể là giúp được một cái gì đấy cho xã hội, được xã hội ngày càng tốt lên, cũng như là cho bản thân được nhiều kỹ năng mềm, cũng như là kỹ năng giao tiếp, gặp gỡ được nhiều bạn bè, cũng như là biết được các mối quan hệ ngoài xã hội được nhiều hơn và gặp gỡ, va chạm được nhiều người hơn, cho bản thân mình được trưởng thành hơn. Ngoài ra đối với xã hội thì lượng máu thì sẽ được lưu thông đầy đủ, sẽ cho làm cho các bệnh nhân thì không bị thiếu máu, duy trì sự sống, cũng như là giúp ích cho xã hội rất là nhiều ạ. Từng là một người sợ đau và không hiểu hết ý nghĩa cao đẹp của việc hiến máu cứu người, nhưng sau khi được các bạn câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu Bông Sen Đỏ giải thích và truyền cảm hứng, bạn Đỗ Văn Việt đã không ngần ngại tham gia hiến máu nhiều lần. Các bạn tình nguyện viên giống như nhịp cầu nối gần việc hiến máu đến đông đảo người dân. Mình hiện tại đã hiến máu được 2 lần. Thực sự là hiến máu cảm giác lần đầu khá là sợ khi em là người sợ kim. Các bạn ấy truyền động lực cho em về việc hiến máu và ý nghĩa của việc hiến máu. Khi mà mình tham gia vào các cái hoạt động mà vận động hiến máu như này thì mình cảm thấy là thứ nhất là bản thân mình rất là vui. Thứ nhất là giúp được cho người khác, và một phần là việc giúp đỡ người khác cũng chính là một cái phương châm sống của mình, cũng như là phương châm sống của Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội, đó chính là hoạt động hết mình, lập thân lập nghiệp và tình nguyện hết mình vì sự sống của người bệnh. Trong 22 năm qua, câu lạc bộ thanh niên vận động hiến máu Bông Sen Đỏ với nhiều thành viên nối tiếp nhau thực hiện việc giúp người dân hiểu được ý nghĩa thiết thực của hành động trao đi những giọt máu. Trong quá trình vận động, các bạn tình nguyện viên cũng gặp không ít khó khăn, nhưng trên hết là niềm vui được góp sức tăng lượng máu trong ngân hàng máu để nhiều người bệnh có cơ hội sống cao hơn.